Xin chào tất cả các bác đang quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng nhá. Nay thì chính thức lên sóng rồi các bác, lô đẩy 2 kênh, 4 kênh. Đẩy 2 kênh 1.000. Ở đẩy 4 kênh công suất lệch các bác, 600, 600, 1.000, 1.000. Đấy. Công suất kênh 1, kênh 2 là 600W một kênh. Kênh 3, kênh 4 là mỗi kênh 1.000W một kênh. Đó, thì tùy theo mức công suất đấy anh em dùng nhá. Đấy, cái này thì kiểm tra rồi mới báo cho các bác để cho nó cụ thể. Đây là mẫu 2 kênh LS2010. Công suất 1.000. Ta đi vào chi tiết cho sản phẩm nhé. Đây các bác nhìn thấy này, cái sản phẩm khá là đẹp mắt luôn, 4 kênh, thiết kế rất sang trọng, nhôm trong đây cũng nhôm luôn, nguyên khối là bằng nhôm hết luôn, nguyên khối là bằng nhôm hết luôn. Đấy, đây là logo sản phẩm, model của sản phẩm. Đấy, máy rất là đẹp nhé. Hàng bài như này là quá ok rồi. Đấy, kể cả bên cái mẫu 2 kênh nó cũng vậy, 2 kênh nó cũng thiết kế rất là đẹp, nói chung là thiết kế là như nhau, một kiểu như nhau, còn hình thức công suất là nó khác nhau thôi, máy móc nó khác nhau thôi. Đây đây là nội thất của cái máy 4 kênh 600 600 1.000 1.000. Cái này mà mua bên kia nó còn báo em công suất 1.300 một kênh ấy. Thiệt sự nhà nó chưa về, đúng thật thất vọng. Các bác nhìn cái dàn tụ áp này, cái này hầu như nó dùng Enla tụ xịn luôn, đẳng cấp luôn, Enla tụ đẳng cấp luôn các bác nhé. Hãy chưa phồng đồn con nào hết lên, rất là đẹp. 2, 4, 3, 6, 9, 12, 14, 16 con tụ. Thì về cái công suất này mình tính được thì nó ở đây cái phần này thì nó 2 áp này, phần kênh 1, kênh 2 nó 2 áp này, cái phần kênh 3, kênh 4 thì nó là 3 áp, và nguồn cấp nó cao hơn, nguồn cấp của nó 150V, nguồn cấp của nó 150V, và cái này là nguồn cấp hơn 100V, tương xứng với 600 600 và 1.000 1.000. Máy đẹp nguyên zin luôn các bác nhá, máy đẹp nguyên zin luôn, leng keng luôn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy linh kiện rất là đẹp. Đấy, lọc nguồn khởi động mềm, nguồn 15, linh kiện xịn gió nằm ở phía này, bo xử lý âm nó nằm ở phía đây, phía sau đây. Đây các bác có nhìn thấy này, rất là chất luôn, nó là rất là chất luôn, linh kiện IC cao cấp luôn. Đấy, âm thanh rất hay, đó, cái dòng này chơi rất hay. Cái mã này em bán 6.800.000 một con nhá. Đây là khoang cái mã 1.000 này, thì cái mẫu mã mặt trước thì thiết kế thì như nhau rồi. Đây là khoang khoang bên trong. Đấy, cái này là em đang tháo ra để vệ sinh lau chùi. Thì bao giờ cũng vậy, đẩy bãi về thì người ta sử dụng rồi thì nó cũng sẽ bị hoen ố và bẩn đi, thì mình mang về mình lau chùi vệ sinh sạch sẽ đi bán cho các bác. Thứ nhất là nó đảm bảo vệ sinh an toàn, sạch sẽ, độ bền cao, hay cái độ mềm, biến áp rất là khủng luôn các bạn, đó là cái biến áp rất là khủng luôn. Bên đây nó cũng dùng một dàn tụ Enla. Tất cả máy của LH các bác nhá, con này nó dùng linh kiện rất là cao cấp cho nên là âm thanh nó cực hay luôn, nó là cực hay luôn, nghe nó sạch sẽ, tiếng nó chi tiết, sạch, tiếng rất là sạch. Chạy một dàn JV kép móc phét này, đầu nguồn bù áp này. Đấy, cái này thì anh em cứ chơi 2 cặp 30 thoải mái luôn. Đấy, chơi 2 cặp 30 thoải mái luôn nhá. Đấy, thì quay về phía sau. Đây, phía sau đẩy 4 kênh thì nó có 4 cái đầu cắm tín hiệu vào, có chế độ line để cho các bác line. Line là cắm từ kênh này, nó gạt chế độ line sang kênh kia, 4 chạm vận loa. Đấy, khoang làm mát, rất là mát luôn. Đây cũng vậy, con này thì nó có chế độ Mono System Bright, sản xuất năm 2016. Tất cả cái mẫu này đều được sản xuất năm 2016, model mã vạch thì tương đồng với nhau, suối mây. Đó, này thì nó có, tại vì nó 2 kênh mà khoang rộng, nó thiết kế thoải mái hơn cái loại 4 kênh, nó có thêm lỗ cắm Nutrich, cắm loa linh tín hiệu đây. Đó, máy móc dày dặc phải nói là rất là đẹp luôn. Thì những cái bo này thì đây em đã tháo ra đây này, cái này thì em tháo ra từng bo một rồi em ạ. Vệ sinh kỹ sạch sẽ lắp lại cho các bác này, đó thấy chưa? Đó, thấy cái bo chưa?
mọi người thấy cái bo chưa, rất là đẹp nhá. Đấy, bo đầu vào điều khiển điện áp này, giữa le này. Đó. Đây là nó xử lý bằng con BA15218 này. Những cái con này nó dùng trên những cái dòng âm thanh nghe nhạc. Nó xử lý âm thanh rất là tốt, bởi vì vậy cho nên là cái tín hiệu đầu vào đầu ra nó sạch sẽ, nghe nhạc thích, nghe nó thích tiếng nó sạch, nó rõ ràng, sắc nét, nghe nó phê. Đấy. Gia đình các bác chơi con này vừa đẹp vừa khỏe, đánh 2 đôi 30 thoải mái. Đấy. Con này em bán 4.800.000 nha anh em nhá, 4.800.000 một con nhá. Đấy, còn cái mã 4 kênh này là 6.800.000 nhá. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ đặt hàng thì gọi điện trực tiếp cho Thắng Hoàng qua số 0969800985. Đấy, sản phẩm sẽ được bảo hành cho anh em trong vòng 3 tháng nhá. Ok, xin cảm ơn các bác rất là nhiều khi đã quan tâm theo dõi, yêu mến, ủng hộ kênh của Thắng Hoàng. Xin chào mọi người nhá.